Tôi là sinh viên theo học liên thông đại học hệ giờ học giờ làm. Ban ngày thì tôi đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập. Buổi tối thì tranh thủ đi học. Tôi thuê phòng trọ ở cùng với một đứa bạn. Nó cũng học chung với tôi luôn. Ôi mệt quá. Muốn chết luôn. Gì vậy? Tự nhiên mới đi làm về cái mặt bí xị vậy. Đừng nói với tôi á là bị sếp la nha. Nói chung á cũng không bị la gì. Mà ở chỗ tôi làm á nhiều công việc quá. Mà có một mình tôi làm à. Đúng chết luôn. Bà nghĩ đi, ngày nào cũng một mình tôi á đóng mấy trăm thùng hàng lớn nhỏ. Rồi còn phải chất thùng lên nữa. Riết rồi ngày nào tan ca về á, tôi đi cũng không nổi luôn á. Nhiều khi á, tối về đi học á, không căng mắt ra nổi luôn để học, lấy đâu mà học nữa. Nói thiệt với bà nha, tôi cũng mới vừa thất nghiệp luôn á. Cái gì thất nghiệp? Là sao? Thì cái chỗ tôi đang làm á, khó khăn mà làm việc thì cực nữa. Cho nên là bây giờ tôi mới tìm được một cái chỗ khác. Chỗ này việc nhẹ mà lương cao nữa. Việc nhẹ lương cao hả? Ừ. Là công việc gì vậy? Đây nè, coi coi. Nè, ở trên Facebook này có một cái nhóm này á, là chuyên đăng bài tuyển dụng cho sinh viên làm. Nè, tôi thấy cái chỗ này là được nhất luôn á. Việc nhẹ mà lương cao nữa. Nè, để tôi đọc cho nghe nha. Tuyển dụng nhân viên bán hàng cho siêu thị. Công việc bao gồm phục vụ khách hàng tại siêu thị, cung ứng hàng hóa, sắp xếp thay đổi giá sản phẩm, kiểm kê hàng hóa định kỳ. Ưu tiên sinh viên làm thêm. Mức thu nhập cao. Cơ hội là 10 triệu mỗi tháng. Liên hệ số điện thoại gặp anh Cường. Ê, tôi thấy á, thông tin tuyển dụng trong đây á là nó phù hợp với mình á, là nhân viên bán hàng trong siêu thị thì nó rất là thích hợp với mình luôn á bà. Bà biết sao không, trong siêu thị á thì nó rất là mát mẻ, nó không phải như công việc hiện tại của mình là nóng nực. Sao tôi à? Thì tôi thấy công việc này tốt cho nên tôi mới lưu lại nè. Thôi bây giờ làm này đi, xin làm này đi, công việc nhẹ lương cao mát mẻ. Vậy tôi gọi nha. Dạ alo. Chào em. Chúng ta đi dụng việc làm nha. Dạ em chào anh. Anh ơi, cho em hỏi là anh có phải anh Cường không anh? Anh là Cường à. Em cần hỗ trợ vấn đề gì hả? Dạ, em thấy anh đăng bài tuyển dụng nhân viên bán hàng á. Anh cho em hỏi là bên anh có còn tuyển không anh? Đương nhiên là còn chứ em. Bên anh thì vẫn đang tuyển dụng bình thường mà. Anh vậy em với bạn em á có thể ứng tuyển được không anh? Thì nói chung là công việc này á không có yêu cầu gì cao hết. Chỉ cần là tụi em chăm chỉ nè, với lại có trách nhiệm với công việc là được. Cho nên là bây giờ tụi em cứ tự tin làm hồ sơ đi nha. Bây giờ em chuẩn bị giúp cho anh là một bộ hồ sơ xin việc làm nè. Rồi ngày mai á, mang tới cái địa chỉ mà trung tâm tuyển dụng việc làm á. À, địa chỉ anh có để kèm trong cái bài đăng mà đăng trên mạng đó. Tới nơi á, thì em cứ vào nói là xin gặp anh Cường. Rồi anh sẽ hỗ trợ làm hồ sơ cho tụi em nha. Dạ, em cảm ơn anh. Mà anh ơi, cho em hỏi là mức lương thu nhập hàng tháng là bao nhiêu vậy anh? Rồi, để nói rõ cho em nắm luôn nha. Đối với công việc mà nhân viên bán hàng siêu thị á, thì thời gian thử việc là 2 tháng. Mức lương là 7 triệu. Đến tháng thứ 3 là sẽ ký hợp đồng làm nhân viên chính thức với mức lương là 9 triệu đồng. Rồi em sẽ được hưởng đầy đủ các chế độ mà của người lao động theo quy định luôn. Thì ngoài ra ở siêu thị này á, thì sau 6 tháng sẽ xem xét để tăng lương cho nhân sự mà đạt hiệu suất cao trong công việc em. Dạ, em cảm ơn anh. Mà anh ơi, cho em hỏi á, là ở cái siêu thị này á, ở đâu vậy anh? Để em biết được là coi thử nó có gần chỗ tụi em ở không á. Cái vấn đề này á, thì em cứ yên tâm đi. Đây là một hệ thống là chuỗi siêu thị nên có rất là nhiều nhánh luôn. Em sống ở đâu á, thì anh sẽ sắp xếp công việc cho tụi em là siêu thị gần nhất luôn. Để mà cho tụi em khỏi cần phải đi xa luôn. Dạ, em cảm ơn anh. Vậy ngày mai tụi em tới nha anh. Rồi, hẹn ngày mai gặp em nha. Chào. Dạ, cảm ơn anh. Mình có công việc rồi. Yeah. Ê, bà
bây giờ tao chạy ra ngoài tao mua hai bộ hồ sơ cho tao với mày. Hả? Làm liền đi, nói đi liền. Để tao nghe. Dạ anh ơi, cho em hỏi anh có phải anh Cường không ạ? Anh là Cường nè, tụi em là. Dạ, hôm qua em có gọi cho anh hỏi về xin làm nhân viên siêu thị á anh. À, anh nhớ rồi. À, hai đứa cho anh xem hồ sơ nha. À, dạ. Đợi xíu nha. Dạ. Tụi em đều là sinh viên đó hả? Dạ đúng rồi. Nói chung là cái công việc này rất phù hợp cho các bạn sinh viên. Dạ. Thứ nhất là các bạn sinh viên là còn trẻ nè, là có đầu óc, có tư duy, cho nên là các doanh nghiệp rất thích. Với lại anh thấy hồ sơ nè, là các bạn cũng có kinh nghiệm đi làm nè, cho nên là anh thấy rất là ok, rất là phù hợp công việc này. Dạ. Vậy anh ơi, có gì á nhờ anh sắp xếp cho tụi em làm cái siêu thị nào gần nhà cho tiện đi lại nha anh. Dạ. Thì để anh coi coi. Cái địa chỉ của tụi em á thì gần đây là có một cái siêu thị rất là lớn để sắp xếp cho tụi em làm gần đây ha. Cách nhà bán 1 km à, được không? Dạ, cảm ơn anh. Rồi, thì bây giờ là anh cũng nói luôn ha. Thì bây giờ là cho bên tụi anh á là xin cái chi phí á là mỗi bạn là 100.000 với lại thêm 350.000 tiền làm cái thẻ gắn chip của siêu thị á. Ủa, là tụi em phải đóng phí trước luôn hả anh? Thì để anh giải thích cho tụi em hiểu ha. Dạ. Thì 100.000 này á là chi phí làm hồ sơ của bên tụi anh. Thì đúng ý là mỗi bạn sẽ là 500.000, nhưng mà công ty tụi anh á là ưu tiên cho các bạn sinh viên nên là thu mỗi bạn 100.000 thôi. Còn 350.000 này á là phí thu bên siêu thị. Tại vì tụi em làm nhân viên bán hàng á, thường xuyên ra vô cái kho sản phẩm á, cho nên là làm cái thẻ mà gắn chip á, thì nói chung là siêu thị quản lý tụi em xíu thôi. Cái công việc này á nghe qua thì là thấy tốt rồi đó. Nhưng mà chưa đi làm ngày nào, chưa nhận được đồng lương nào hết, tự nhiên cái kêu phải đóng tiền. Lúc đó tôi thấy cũng kỳ kỳ. Nhưng mà cái cách anh đó lý giải các khoản chi phí á, nghĩ lại á, thì thấy cũng hợp lý. Nên thôi tôi cũng ráng mà đóng. Tại vì đâu phải dễ mà tìm được công việc tốt, chỗ làm lại ở gần phòng trọ nữa. Cho nên là tôi chỉ biết nghe theo chứ cũng không dám hỏi gì nhiều. À, dạ rồi, em hiểu rồi. Mà anh ơi, vậy là bây giờ tổng cộng là hai đứa tụi em là mỗi đứa là phải đóng cho anh 450. Đúng rồi, mỗi bạn là 450. Dạ. Dạ, để em đóng luôn. Dạ, em dạ. Đây, của em. Rồi, của em ha, đợi xíu nha. Rồi, anh nhận mỗi bạn 450 nha. Đợi chút xíu. Sau khi mà tụi tôi đóng tiền xong thì cái anh đó còn ghi biên lai hẳn hoi luôn. Trên tờ biên lai đó cũng ghi rõ là trung tâm tuyển dụng việc làm, có cả địa chỉ, số điện thoại rất là chi tiết đầy đủ. Cho nên là lúc đó tôi cũng yên tâm phần nào. Đây là gửi em biên lai cho phía bên anh ha. Dạ. Thì 3 ngày sau thì tụi em cứ tới địa chỉ mà anh ghi trong đó thì gặp nhân sự của siêu thị. Đó, nhớ là ngày hôm đó tới thì mình ăn mặc lịch sự nhất, tốt nhất là nên mặc quần áo sơ mi. Rồi đến đó mình sẽ nhận công việc luôn ha. Dạ. Rồi. Dạ, tụi em cảm ơn anh, tụi đi về. Dạ, rồi. Chào anh về. Rồi, chào tụi em nha. Dạ, cảm ơn anh. Thấy mọi chuyện suôn sẻ, tôi cứ đinh lên đấy là mình đã tìm được công việc làm tốt. Thì theo như ảnh hẹn á, 3 ngày sau thì tôi với nhỏ bạn mới tới cái địa chỉ văn phòng nhân sự của bên siêu thị. Là ở chỗ là văn phòng nhân sự của siêu thị, nhưng mà lại không nằm trong siêu thị mà lại nằm riêng ở bên ngoài. Dạ, em chào chị. Em chào chị. À, chào hai em. Hai đứa tên là gì hả? Dạ. Đọc tên chị ra trong danh sách nha. Dạ, em là Nguyễn Thiên Kim. Còn của em là Nguyễn Quỳnh Ngọc Hằng. À, tên hai đứa trong danh sách này nè. Dạ. Đưa biên lai cho chị. Biên lai trung tâm việc làm. Dạ, có. Biên lai. Đây là chị, dạ, của em. Dạ, của em. Rồi. Hai em có hồ sơ nha.
có sai gì không? Dạ không. Dạ rồi, vậy là bây giờ khoảng thứ hai tuần sau á, hai đứa tới siêu thị được số 6 nha, rồi nhận việc vô đó đọc tên ra thôi. Sẽ có người á là họ phát có thẻ nhân viên nè, phát đồng phục cho mình. Nhớ ngày đầu tiên đi á, không được đi trễ nghe chưa. 6 giờ có mặt được rồi, tại vì ở đó nhân viên á, họ làm việc sớm lắm, siêu thị mở cửa sớm nữa. Mấy ngày đầu tiên tụi em làm việc á, sẽ có người hướng dẫn công việc chắc. Dạ, dạ mình ơi, là tụi em đã được nhận vô làm hả chị? Tụi em kiểm tra đi, tụi em ký tên vô. Dạ. Dạ, chị cho em một cái miếng cho chị. Rồi, dạ đây em gửi. Không thắc mắc gì hết ha. Rồi, hai cái hợp đồng này xong rồi, hợp đồng thứ gì xong rồi. Bây giờ á, tới cái khoản này là bên siêu thị sẽ trả lương vào ngày 5 tây hàng tháng. Cho nên tụi em á phải làm thẻ ATM và đồng phục nữa. Bây giờ mỗi đứa đóng cho chị là 150.000 thì làm thẻ và 200.000 thì đồng phục nha. Ủa, chị là bây giờ là phát sinh thêm phí nữa hả chị? Đâu có phát sinh gì đâu em. Cái đây là phí quy định bình thường mà. Tại vì á, tụi em phải đóng tiền thẻ, rồi đóng tiền đồng phục nữa, thì mỗi đứa đóng 350 là đủ rồi. Nhưng mà chị ơi, tụi em có thẻ ngân hàng rồi, bây giờ mình trừ cái phí đó ra được không chị? Đưa thẻ chị coi. Dạ, đây là chị, thẻ của em nè. Dạ của em. Hai đứa ơi, thẻ của tụi em á, không còn ngân hàng mà siêu thị rồi. Mà siêu thị á, là muốn trả lương đồng nhất luôn. Chứ không thể nào mà trả cho người này cái ngân hàng này và người kia như ngân hàng khác được. Vậy là bây giờ á, tụi em phải đóng tổng cộng thêm là 350 nữa. Để làm thẻ với lại nhận đồng phục. Đúng rồi. Có 350 có việc làm mà. Cứ tưởng đâu vậy là xong xuôi thủ tục được nhận giờ làm việc tại siêu thị rồi. Ai có ngờ đâu tới phút chót là còn bị tốn thêm tiền nữa. Mà bây giờ xong xuôi hết hồ sơ thủ tục rồi, nếu như mà không chịu đóng thêm tiền thì chắc chắn là sẽ mất công việc này. Với lại trước đó thì cũng đã đóng 450.000 rồi, giờ mà không đóng tiếp thì coi như là vừa mất việc, vừa mất luôn 450.000 kia nữa. Nghĩ vậy cho nên là tôi đành bấm bụng đóng thêm tiền cho họ. Dạ, của em nè chị. Hai đứa ký tên nha. Rồi, hai đứa nhớ nha, thứ hai tuần tới nha. Dạ. Đừng có mặt trễ nha hiểu. Dạ. Hai em về đi. Cho em lấy cái thẻ. Nhớ cầm hồ sơ về em. Tới ngày đó tới. Nè. Dạ, em gửi về. Dạ, cảm ơn chị. Đúng một tuần sau thì hai tụi tôi mới tới siêu thị để nhận việc. Nhưng mà bất ngờ là bên siêu thị họ hoàn toàn không biết cái gì hết về cái chuyện mà tuyển dụng nhân viên bán hàng này hết. Thậm chí họ còn nói là số lượng nhân viên hiện tại bây giờ là đang đủ rồi, cho nên là bên siêu thị chưa có nhu cầu tuyển dụng thêm. Nghe tới đây là tụi tôi thật sự rất bàng hoàng luôn. Mới vội vàng liên hệ lại với bên trung tâm tuyển dụng thì bên họ là họ phủi toàn bộ trách nhiệm luôn. Chỉ nói là họ đã hoàn tất hồ sơ cho tôi rồi, là xong nhiệm vụ rồi. Có thể là tụi tôi không đạt đủ điều kiện nên không được bên siêu thị chọn. Lúc này thì tôi mới nhận ra là mình đã bị lừa rồi. Khi mà tụi tôi quay trở lại cái chỗ văn phòng hôm trước để gặp lại cái người tuyển dụng á, thì họ từ chối không tiếp đón tụi tôi nữa, còn nói là không biết tụi tôi là ai hết. Về là đã rõ từ đầu đến cuối đây là một màn kịch lừa đảo bài bản. Các đối tượng đăng tải bài viết tuyển dụng việc làm lên mạng xã hội với tính chất việc nhẹ lương cao, chủ yếu nhắm tới sinh viên. Bởi trên thực tế, sinh viên thường thiếu kinh nghiệm sống và dễ dàng tin người, và chính vì vậy khả năng cao sẽ bị dính bẫy lừa. Khi chị Hằng và chị Kim đến xin việc làm, các đối tượng tỏ ra thân thiện, nhiệt tình tiếp đón, rồi nhiều lần đưa ra các khoản chi phí cần phải đóng. Thậm chí chiêu trò của bọn chúng là còn tinh vi đến mức dẫn dắt nạn nhân qua đến hai địa chỉ khác nhau để làm thủ tục xin
xin việc có vẻ rất chuyên nghiệp, nhưng mục đích thật sự đằng sau chính là để có cái cớ mà đưa ra thêm các khoản chi phí khác nhau buộc người xin việc phải đóng tiền. Bởi nếu đề nghị sinh viên đóng tiền đến 800.000 đồng thì chắc hẳn sẽ thấy chi phí cao mà từ bỏ. Vì vậy đối tượng cố tình dàn dựng để chia ra thành hai lần đóng tiền ở hai nơi khác nhau, các khoản chi phí cũng khác nhau để các nạn nhân dễ dàng sập bẫy. Tôi có một người bạn cũng coi như là anh em thân thiết với nhau, thì được nói là ông bạn tôi ông gặp khó khăn công việc á, cần phải xoay tiền gấp, cho nên là mới hỏi vay mượn của tôi 500 triệu đồng. Thì dù là anh em quen biết với nhau nhưng mà mấy cái chuyện tiền bạc làm ăn á, thì mình phải rõ ràng chứ không có qua loa được, cho nên là tôi mới đề nghị ổng là thế chấp chiếc ô tô của ổng cho tôi rồi tôi cho ổng vay tiền. Thì ông bạn tôi ổng cũng đồng ý. Khỏe bạn Hiền? Lâu quá mới gặp. Bạn khỏe chưa? Lâu mới gặp. Thôi về nhà nói chuyện đi. Thời ơi, lâu quá mới gặp luôn đó. Rồi sao? Sao? Nghe nói giờ này làm ăn khó khăn lắm hả? Bạn bè tôi cũng thực hiện với ông. Giờ này hàng nhập về ra khó quá. Kiệt vốn. Bởi vậy giống như là tôi đã nói điện thoại qua với ông đó. Lần này tôi cầm xe qua thấy ông mượn đỡ 500 triệu. Có gì khoảng 2 tháng sau trả cả vốn lời cho. Tôi hiểu mà. Nói chung là chỗ bạn bè thân thiết, nhưng mà mình làm ăn á phải sòng phẳng rõ ràng, không? Cho nên đây hợp đồng nó sòng sẵn, đọc đi coi ok ký vô. Tôi cũng hiểu mà, mấy cái này bản thân thì bản thân nhưng mà có giấy tờ nó an tâm hơn. Chờ tôi đọc xíu nha. Cái này chỉ là hợp đồng thế chấp xe, mình làm giấy tờ rõ ràng, không? Anh em đâu nói vui vẻ đàng hoàng. Đọc đi. Ok, tôi thấy cũng khá chi tiết rồi đó. Để tôi ký nha. Rồi. Rồi, vậy giờ chuyển hòa trong luôn nha. Rồi. Rồi, chuyển hòa rồi đó. Tại sao được nè, 500. Mình gửi bạn giấy kiểm định nè, bảo hiểm với lại giấy đăng ký xe ô tô, chìa khóa luôn. Nó thiệt chứ cái xe này á thì nó không phải là xe đời mới gì, nhưng mà tại vì nó có nhiều kỷ niệm với tôi, tôi quý lắm. Thôi gửi đỡ các bạn giữ 2 tháng, có gì 2 tháng sau mình giá lại. Ông biết tính tôi mà, giá cho tôi cứ yên tâm. Bởi vì bản thân chỉ nhờ bạn những lúc khó khăn vậy thôi. Rồi ok, yên tâm mà. Cảm ơn bạn. Dạ anh thông cảm giùm em đi, chắc tầm 2 ngày nữa khách trả xe mới có, chứ giờ xe kẹt cứng anh. Anh thông cảm giùm em nha. Rồi rồi. Dạ, cảm ơn anh. Xe cậu không? Chưa có xe. Công việc chính của tôi là chỗ thuê xe ô tô. Ngay bữa đó là dịp lễ Tết cho nên là khách hàng gọi điện thuê xe nhiều lắm luôn. Bữa đó coi như là hết sạch xe luôn, tôi phải từ chối khách liên tục. Lúc đó trong nhà chỉ còn duy nhất một chiếc xe của ông bạn tôi đem tới thế chấp thôi. Liên chiếc đó là tôi để trong sân nhà chứ không có cho người ta thuê. Alo Phúc nghe. Dạ cho em hỏi cái bên chỗ Phúc cho xe không anh? Dạ đúng rồi anh, có gì không anh? Dạ ngày mai em cần thêm một chiếc xe 7 chỗ á. Em đi công việc, em tự lái luôn, không có cần tài xế. Anh thông cảm đi, đợt này bên em kẹt xe cứ nhát luôn anh ơi. Không còn chiếc nào hết trơn á. Không còn chiếc nào luôn hả? Đúng rồi, tại biết sao ngay cái đợt lễ nè, người thay về quê, người thay đi công việc, đi du lịch, cho nên bây giờ xem đang kẹt cứng à. Khách nào mà đặt cái chừng tuần lễ 2 tuần thì mới khó, chứ gấp 1-2 ngày em khó. Em cảm ơn em nha. Nói thiệt với anh là nãy giờ em cũng gọi 3-4 chỗ để đặt xe rồi mà chỗ nào cũng hết xe hết trơn á. Em thấy số điện thoại trên mạng nè, nó gửi thử ai về cũng hết luôn. Mà thiệt anh á là nói thật lòng với anh luôn là em đang cần xe gấp lắm để ngày mai em về miền Tây công việc. Bây giờ anh thử coi cách nào, bạn bè liên hệ có cách nào anh giúp em được không? Thế thì anh giá trả bao nhiêu là em cũng được hết trơn, cũng chịu hết trơn á. Chứ
giờ chỗ nào không hết trơn rồi. Thì giờ em bó tay luôn, anh có cách nào ghé giúp em được không? Mà anh cần thuê xe mấy ngày lận? Em thuê tầm 3 ngày ạ. 3 ngày? Mình là dân làm ăn mà, bọn mình lúc nào coi như là cũng nghĩ cái cách để kiếm tiền. Ông khách này là ổng lại cần xe gấp quá mà còn thuê tới tận 3 ngày. Thậm chí là giá cao ổng cũng chịu thuê luôn. Giờ mà bỏ khách á, thì nói thiệt tiếc lắm. Tại vì thường làm cái nghề này á, thế mà mình làm quen được cái khách rồi là sau này cứ hãy cần xe là người ta gọi mình, coi như là thành cái mối làm ăn lâu dài luôn á. Cho nên á, thấy khách mới thì tôi cũng không muốn mất khách. Mà giờ trong nhà thì chỉ còn duy nhất chiếc xe của ông bạn tôi thế chấp để lại thôi. Thật ra ban đầu thì tôi cũng chỉ tính là để chiếc xe này trong nhà, không có tính chạy gì hết. Nhưng mà bây giờ thấy xe nằm không ngoài về cả tháng rồi thì cũng ổn. Nên là thôi nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy mình cứ đem cho khách thuê đi, rồi mình kiếm thêm tiền, rồi còn có thêm được mối làm ăn nữa. Vậy cũng tốt mà, chứ để xe nằm không nhà ngoài làm gì. Vậy là anh ơi, nếu như mà anh cần đi gấp trong 3 ngày á, thì tôi có chiếc xe này. Nói chung là xe gia đình, hàng cương lắm. Cho nên, nhưng mà nếu mà cho thuê thì giá nó hơi cao cao một tí, tôi mới cho thuê được. Nói chung là xe này xe 7 chỗ, ngon lắm anh. Bây giờ tôi cho anh thuê giá 1,5 triệu được không? Là được anh, nói chung là giá cả mà vấn đề, anh giá bao nhiêu cũng được chứ á. Nói chung có xe là được rồi. Dạ, rồi vậy ok. Mà anh tên gì vậy? Dạ em tên Quang. Thì bây giờ anh gửi cho em cái địa chỉ đi, rồi ngày mai em chạy qua lấy xe luôn nha. Rồi ok, vậy giờ để tôi nhắn địa chỉ nha. Rồi có gì mai anh qua đi rồi mình lập hợp đồng với nhau nha. Rồi cảm ơn anh. Rồi ok, cảm ơn Quang nhiều nha. Dạ. Mặc dù chiếc xe là của ông bạn tôi, nhưng mà khi mà thế chấp xe á, thì bạn tôi có chuyển cái định vị xe cho tôi để cho tôi dễ quản lý. Như vậy thì mình cũng yên tâm hơn khi mà cho thuê xe, tại vì mình nắm cái định vị trong tay mà. Vô đây anh ơi. Đóng xe đi. Dạ. À, là anh Quang phải không? Dạ đúng rồi. Chào anh. Anh Phúc đúng không? Dạ đúng rồi. Quang có gọi cho anh thuê xe. Rồi đúng rồi, anh thuê xe đến viện đúng không? Đúng rồi. Để chiếc xe này. Còn xe mới lắm. Xe còn mới của con là đi anh. Xe nhà đi. Không giấu danh thì sự là ở nhà em cũng có chiếc xe nữa. Nhưng mà tại chạy lâu năm quá, rồi bây giờ phụ tùng nổ hư, rồi bây giờ em vô ra báo trình. Mà bữa nay là em đang có gì gấp về miền Tây, là em gặp đối tác làm ăn mà, bởi vì phải tranh thủ đi về dưới. Mà xe giờ đâu có, phải đi thuê xe anh cho tiện nè. Rồi giờ mà anh vô trong làm hoạt động nha. Anh cho em một giấy tờ đi. Thì cũng như thường lệ là khách nào tới thuê xe thì tôi cũng làm thủ tục đàng hoàng hết. Mình phải nắm được thông tin của khách thì mới dám cho thuê xe chứ. Lúc đó thì mọi chuyện diễn ra rất là ổn. Tôi cũng không thấy có gì gọi là bất thường hết. Rồi, anh xem hợp đồng ok chưa? Ký giùm em. Đây. Đây là dưỡng. Rồi, mình mỗi người dưỡng bản anh ha. Đưa cho em giấy tờ xe luôn. Đây, giấy tờ. Đây là chìa khóa xe luôn. Rồi. Sao gì không anh? Không có gì. Rồi. Khi nhận hợp đồng và giấy tờ xe từ anh Phúc, Quang đã phát hiện ra điểm bất thường. Cụ thể đó là tên của người cho thuê xe trên hợp đồng là Nguyễn Minh Phúc, nhưng tên của chủ xe trên giấy đăng ký xe lại là Ngô Văn Thịnh. Đây rõ ràng là hai người khác nhau. Trong khi trước đó trao đổi qua điện thoại thì anh Phúc lại nói chiếc xe này là xe của anh. Dựa vào những chi tiết này, Quang khẳng định chiếc xe này không phải thuộc sở hữu của anh Phúc và nhiều khả năng là chiếc xe này bất minh. Chính từ đó Quang đã nảy sinh ra ý định xấu. Nhưng trên thực tế, Quang không hề biết rằng chiếc xe này là của anh Thịnh, nhưng đã được dùng để thế chấp cho anh Phúc. Vậy là mình là hợp đồng cho thuê xe ha.
Rồi anh nhớ chạy cẩn thận nữa nha. Thôi yên tâm đi, em chạy xe kỹ lắm. Rồi, đi đường ha anh. Giờ em lấy xe đi, để tranh thủ có gì gấp. Ok. Dạ. Đúng 3 ngày sau thì cái người khách mà thuê xe đó mới quay trở lại trả lại chiếc ô tô cho tôi rồi thanh toán tiền. Nói chung tính tôi là cũng cẩn thận, xe này lại là xe của bạn tôi thế chấp chứ đâu phải xe của tôi, cho nên là càng phải đặc biệt cẩn thận hơn nữa. Khi mà người ta trả xe là tôi kiểm tra xe rất kỹ từ bên ngoài nè, cho tới nội thất bên trong coi có hư hại gì không. Thì thấy mọi thứ đều còn y nguyên hết. Coi như là cái vụ làm ăn với ông khách đó là ổn hết á. Xe trả gì cho mình nguyên vẹn đàng hoàng. Cho tới một tháng sau thì xảy ra chuyện. Bữa đó là tôi mới lấy chiếc xe đó, là chiếc xe mà ông bạn tôi thế chấp á. Tôi chạy xe đi ăn tiệc, rồi cũng say xỉn quá cho nên là ngủ lại qua đêm ở nhà một người bạn. Mà kẹt cái là nhà bạn tôi không có sân rộng, cho nên là phải đậu xe ở trên lề đường. Mà cái con đường đó thì cũng vắng vẻ. Nghe bạn tôi nói là trước giờ khu vực này cũng an ninh, không có vấn đề gì hết, cho nên là tôi cũng yên tâm mà đậu xe. Đâu có ngờ là sáng ra tỉnh dậy thì có chuyện. Ủa? Minh ơi! Minh ơi! Ơi! Cái này nè! Cái gì vậy? Xe nó mất tiêu rồi! Gì? Xe nó đậu đây mà! Tối qua đậu đây mà! Xe nó mất rồi! Hả? Kỳ vậy? Cụ tao đổi dạng nên nó mà làm gì? Có cái gì này? Đâu? Mày mở đi bị con coi! Nhanh đi. Mất tín hiệu rồi. Trời ơi, kỳ. Mày coi kỹ đi coi, nhiều khi sao? Không có được. Mất tín hiệu rồi. À, thôi, để tao vô tao check camera nha. Ờ, đúng rồi. Đợi xíu nha. Ui. Không được. Nè. Đây đây, đâu? Để tôi mở camera lên, chết lặng nha. Khi mà xem lại camera thì đúng thiệt là chiếc xe của tôi đã bị trộm lấy mất hồi lúc đêm khuya. Kẻ trộm đó dáng người thì cao, có nghĩa là một thanh niên. Mà hắn ta rất là cẩn thận nha, trong đêm tối mà đội nón, bịt khẩu trang che kín mít, rất là khó nhận diện. Mà có chi tiết này đáng chú ý nha. Hồi tối khi mà đậu xe tôi nhớ rất rõ là tôi đã khóa xe, chốt cửa đàng hoàng. Nhưng mà kỳ lạ là cái tên trộm này lại không mất quá nhiều thời gian để phá khóa chiếc xe của tôi. Hắn ta vừa lên xe cái là nổ máy chạy đi luôn. Xe ô tô đâu có dễ phá khóa như vậy đâu. Mà chìa khóa xe thì vẫn còn ở trong tay tôi chứ không có mất đi đâu. Lúc đó tôi nghĩ là có khi nào hắn ta có một chiếc chìa khóa khác hay không. Quan trọng hơn nữa là định vị gắn trên xe cũng bị mất tín hiệu luôn. Sau đó thì tôi mới trình báo sự việc lên cơ quan chức năng. Sau thời gian điều tra thì cuối cùng công an cũng bắt được cái đối tượng trộm xe. Không phải ai xa lạ hết mà chính là cái người khách mà một tháng trước đã thuê cái chiếc xe này á. Thật sự nghe phía công an nói mà tôi bàng hoàng luôn, không thể ngờ được là hắn ta lại có thể dùng những cái thủ đoạn mà tinh vi tới như vậy. Đầu tiên trong quá trình làm hợp đồng thuê xe, đối tượng Quang nhận thấy tên người cho thuê xe trên hợp đồng và tên chủ xe trên giấy đăng ký xe là khác nhau. Từ đó Quang suy ra chiếc xe này không phải là của anh Phúc. Thế nhưng trước đó qua điện thoại, anh Phúc lại nói đó là xe của mình. Việc anh Phúc nói như vậy chỉ là để dễ cho thuê xe, chứ không có mục đích xấu gì cả. Tuy nhiên, Quang thì lại nghĩ khác. Hắn ta cho rằng bởi vì lai lịch chiếc xe này bất minh, có khả năng là xe gian tiêu thụ, nên anh Phúc mới phải nói dối như vậy. Chính từ đó đối tượng Quang mới nảy sinh ý định trộm cắp, bởi hắn ta nghĩ rằng nếu đây là xe gian tiêu thụ thì khi mất xe, nạn nhân cũng sẽ khó mà trình báo vụ việc lên công an. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Quang, còn thực tế chiếc xe này hoàn toàn minh bạch về lai lịch. Trong thời gian thuê xe, Quang đã cắt hệ thống định vị trên xe và gắn vào đó một cục pin, mục đích là để hệ thống định vị tiếp tục hoạt động, nhưng chỉ hoạt động được thêm một thời gian ngắn nữa rồi sẽ tự động bị tê liệt, ngưng định vị. Như vậy sau khi Quang trả xe cho anh Phúc, thiết bị định vị vẫn có thể hoạt động thêm một thời gian nữa chứ không bị ngắt liền.
Chính vì thế anh Phúc sẽ không nảy sinh nghi ngờ đối với Quang. Tiếp theo đó, Quang thay vào xe một thiết bị định vị khác để sau khi trả xe, Quang vẫn có thể tiếp tục theo dõi vị trí chiếc xe, chờ thời cơ ra tay trộm cắp. Đồng thời, Quang cũng làm một chiếc chìa khóa mới, mục đích để điều khiển chiếc xe khi lấy trộm. Sau khi trả xe cho anh Phúc, Quang không vội vàng ra tay hành động mà cố tình đợi thêm một tháng nữa, bởi nếu ra tay sớm, rất có thể sẽ dễ dàng bị nghi ngờ. Nhưng nếu đợi thời gian qua đi, nhiều khả năng Quang sẽ có thể thoát tội. Tôi là sinh viên ở dưới quê lên thành phố học, thì tôi thuê phòng trọ ở chung với nhà bạn. Nó cũng ở cùng quê với tôi luôn. Quê tụi tôi ở xa lắm, thường là đi xe khách cũng mất khoảng một ngày mới tới nơi. Thì cũng như mọi người thôi, Tết năm nào tôi cũng phải đặt vé xe từ rất là sớm để mà kịp có vé về quê. Do là Tết người ta về nhiều nên hay bị hết vé lắm. Nhưng mà năm nay thì tôi luôn buông chuyện đi học rồi chuyện đi làm thêm này nọ, cho nên là quên mất tiêu cái chuyện đặt vé luôn. Ê, vậy làm bài này hết xong á là tụi mình được nghỉ Tết á. Ừ. Mà tự nhiên á, gần Tết rồi mà cô cho bài làm nhiều quá. Thì cũng phải ráng thôi chứ giờ làm sao. Ê, quên nữa, từ bữa giờ á, mày đặt giấy xe chưa vậy? Tao lu bu quá, tao chưa đặt gì hết trơn á. Tao tính chiều nay á, ra bến xe coi còn vé không, mà đặt nè, mày đi chung tao không? Thôi, mày khỏi đi, đi chi mất công. Hồi qua tao đi nguyên một ngày hết rồi, không có chỗ nào còn vé á. Mà nó còn đi nữa thì là đêm 29:30. Trời đất, tao thì tao muốn về phụ má tao dọn dẹp này kia, chứ lúc đó về có làm được gì đâu. Cuối cùng vẫn chưa mua vé luôn. Trời ơi, giờ sao trời? Về trễ quá như vậy rồi làm được gì nữa. Ê, tao thấy trên cái mạng xã hội á, nó có cái hội nhóm dịch vụ xe ghép chuyến á, để tao lên trảnh tao nghiên cứu tao coi sao ha. Ừ, vậy mày coi đi rồi có gì mày nói lại với tao. Ok, chờ tao chút. Mà nói chung á là tao nói thiệt là cái này tao cũng chưa đi bao giờ hết, tao cũng không rành, không biết là nó làm sao, cũng thấy bỡ ngỡ quá. Không biết là vé xe nó như sao, mà tao nghĩ chắc là vé xe nó cũng hơn chút đỉnh à, không sao đó ha. Ừ, thì kệ đi, ví dụ như mắc một xíu cũng ngán ngán đi chứ giờ làm sao. Ừ. Ê, có này mày, cái hội nhóm xe ghép chuyến này tao thấy cái anh này anh đăng cũng có nhiều người vô bình luận đặt vé xe đó nè. Mày muốn đi không? Coi thử coi hỏi thôi. Rồi rồi rồi. Ấy, đừng cái là cùng quê với mình luôn mà giờ ngày 26 tới nè. Hỏi đi, hỏi liền đi, coi chừng hết bây giờ đó. Rồi 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 rồi, để tao tao lấy số điện thoại tao gọi coi. Ê, đi qua đây nhanh lên. Alo. Dạ anh ơi, anh cho em hỏi á, là em thấy anh có đăng bài là tìm người đi xe ghép chuyến phải không anh? À đúng rồi, em tính đi chung ghép về hay sao? Dạ đúng rồi anh. Em cứ nói đi. Anh ơi, bên em hiện tại là có hai người là anh em với nhỏ bạn em á, thì mình còn đủ hai vé không anh? Thì còn đủ em, thì bây giờ á, nếu mà hai em đi đúng không? Dạ. Thì cho anh xin họ tên nè, rồi số điện thoại với lại cái điểm đón với nơi tụi em về luôn nha. Dạ, được rồi anh ơi. Em sẽ nhắn tin nhắn qua cho anh ha. Nhưng mà anh ơi, anh cho em hỏi là cái vé xe á, là mỗi người bao nhiêu một vé vậy anh? Thì vé xe á, là khoảng 1 triệu một bạn. Thì bây giờ hai đứa là chuyển khoản cho anh xin tiền cọc cái tiền vé đó. Thì mỗi bạn là 500, hai bạn là 1 triệu nha. Ủa, tụi em phải chuyển cọc trước hả? Đúng rồi em, thì tại vì tụi em mới cho nên là phải chuyển cọc cho nó chắc ăn á. Nhưng mà anh ơi, anh có thể nào bớt cho tụi em chút đỉnh được không? Thì Tết rồi mà em bây giờ nhiều bạn còn không đặt được vé xe nữa, thì cái này là tụi anh cũng hỗ trợ nhau thôi, như vậy là hỗ trợ lắm rồi đó, không bớt được đâu. Dạ anh ơi, vậy thôi, vậy cũng được. Tôi chưa đi cái dịch vụ xe ghép chuyến này bao giờ đó, cho nên là cũng có chút lo lo trong bụng. Nhưng mà bây giờ mình đâu còn cách nào nữa đâu, đành phải chịu thôi. Giá vé thì nói chung là cũng có cao hơn so với giá xe khách một chút. Nhưng mà giá cao thì cũng phải thôi, mình đi xe dịch vụ ngoài thì giá cao hơn là đúng rồi. Thiệt lúc đó là tôi chỉ mong làm sao để mà có thể kiếm được xe về quê sớm để kịp đón Tết thôi. Ừ,
Mà anh cho em hỏi là em thấy bài đăng của mình là vé xe là mình đi về xuất phát ngày 26 Tết đó, có phải là về ngày 26 không anh? Đúng rồi em. Thì 26 là mình xuất phát là sẽ có xe đến đón tụi em nè, đưa tụi em về tới nơi luôn. Tôi thấy là cái anh này ảnh khá là rành trong cái việc sắp xếp xe gấp chuyến đó nha. Nhưng mà nói thiệt mình cũng không biết người này là ai, rồi cái dịch vụ xe gấp chuyến này có an toàn không, rồi sợ lên xe không biết rồi người ta chở mình đi đâu, chưa có yên tâm được. Cho nên thành ra tôi mới hỏi thêm nữa kỹ lưỡng coi thử coi sao. Dạ anh ơi, em cũng thú thiệt với anh luôn á, là hai đứa tụi em á từ nào giờ chưa có đi dịch vụ xe gấp chuyến rồi giờ đó. Nói chung là tụi em cũng không có rành lắm về cái dịch vụ này. Anh cho em hỏi thêm nha, bên mình á là nhà xe hay là cá nhân tự mở ra cái dịch vụ này để đi về quê vậy anh? Thì nói chung là anh cùng quê với em luôn đó, thì anh muốn tổ chức cái chuyến xe gấp chuyến này để hỗ trợ mấy bạn đồng hương của mình nè. Là ở dưới quê của anh á là có kinh doanh cái dịch vụ là cho thuê xe. Dạ. Anh thì làm thành phố cho nên là sẵn nhà có xe, cho nên là cuối năm này tổ chức để mà giúp mấy bạn đồng hương của mình nè. Chứ nói chung thì anh cũng biết là gần Tết rồi nhiều bạn không đặt được vé xe vậy nè. Biết sao không? Thì dạ, những hãng xe khác á, nhiều khi người ta chạy 2-3 chuyến này kia á, dạ, về nó không có về thẳng với quê của mình. Cho nên là anh quyết định là tổ chức cái xe chi này để giúp mấy bạn đồng hương của mình về quê cho nó tiện hơn á. Dạ. Thì em thấy cũng mừng á. Thì đúng rồi, thì thấy ngày mà lên xe là em thấy bạn nhà đồng hương quê của mình không, thì em đi cái xe cái chuyến này á là có lợi là nhiều khi là mình làm quen được nhiều bạn đồng hương thêm nè. Dạ. Đó. Mới đầu thì cũng thấy hơi lo ngại một chút, nhưng mà bây giờ mới biết là cùng quê với mình. Ổng còn nói là trên chuyến xe về quê hả, là tôi còn được làm quen với nhiều đồng hương nữa. Mà nghe cách ổng nói chuyện thì tôi cảm giác như có vẻ như là mọi người cũng thân thiện lắm, cho nên là lúc đó tôi bắt đầu thấy yên tâm hơn rồi. Đối tượng Nhật đã mời lên mạng xã hội để tìm khách đi dịch vụ xe ghép chuyến về quê. Và để những con mồi được yên tâm hơn thì Nhật đã tự nhận mình là người cùng quê với họ. Bởi tâm lý chung, đa phần mọi người sẽ cảm thấy có phần thân quen hơn khi biết đồng hương ở những thành phố lớn. Và chiêu trò này của Nhật đã thành công tạo niềm tin với con mồi. Vụ lừa đảo diễn biến ra sao? Xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi. Thì vậy thì bây giờ em anh gửi số tài khoản qua, em chuyển khoản cho anh xin cái tiền cọc vé trước nha. Dạ dạ. Mới á, sao em đi quen á, không cần cọc luôn. Dạ. Cứ gọi điện nhắn tin là xong, không cần cọc gì quen được hết á. Dạ. Dạ rồi. Hai đứa coi chuyển khoản cho liền nha, để anh đặt chỗ hai đứa để chuyến ngày 6 á. Chưa chuyển trễ một cái là coi như 28-29 nhiều khi được bao mới về được quê nha em. Dạ. Rồi, để nhắn tin số tài khoản mình chuyển liền cho nha. Dạ rồi rồi, em chuyển liền cho. Rồi, nhắn tin qua cho. Dạ dạ. Rồi. Sao mày để sao? Thấy được á. Ok, để tao chút, để ông gửi số tài khoản qua cái rồi tao chuyển liền. Qua cách nói chuyện thì tôi thấy ông anh này có vẻ là người dễ gần nha. Mà đúng như ông nói luôn, là tôi xem dưới cái bài đăng của ông trên mạng xã hội á, thì có rất là nhiều người bình luận đặt vé xe. Có vẻ như toàn là khách quen của ông không à. Tôi thử liếc vô trang cá nhân của mấy người đó coi thử thì thấy ở cái phần thông tin cá nhân á, cũng ghi rõ luôn là họ cùng quê với tôi á. Tao thấy á, là cái dịch vụ này á, cũng ổn ổn đó. Thôi tụi mình cứ đi thử đi ha. Biết đâu á, mình đi được rồi năm sau á, mình cứ liên hệ ảnh mình đặt về cho nó tiện. Hỏi cứ đau rồi mình xem vé làm gì, đúng không? Thì chưa đi thì cứ đi cho biết đi. Nè, sẵn á mà chuyển khoản cho tao luôn đi rồi hết, tao đưa tiền mặt lại nha. Rồi ok, tao chuyển luôn cho. Mà tao thấy á, cái anh này cũng dễ thương á. Dù sao á, anh cũng là đồng hương với mình nên mình đi mình cũng cảm thấy yên tâm, đúng không? Ừ. Rồi tao chuyển thành công rồi đó. Mình đã có vé xe nữa nha. Sau khi mà chuyển khoản xong á thì tôi có nhắn tin báo cho cái anh đó biết. Thì ảnh cũng nhắn trả lời lại cho tôi là anh đã nhận được tiền rồi, vậy thôi. Thì tôi vẫn đinh ninh là mọi chuyện đều ổn cho tới một tuần sau. Bữa đó là trước một ngày mà lên xe về quê á, thì tôi mới gọi điện lại cho ông anh đó để hỏi coi là giờ giấc lên xe như thế nào. Nhưng mà lúc này thì bắt đầu có chuyện.
Hello, tôi về rồi nè, đang xếp đồ hả? Đang xếp nè, nôn quá cho nên là giờ xếp luôn, khỏi chờ phải tối nữa. Ê, vậy? Mẹ tao mới gọi á, tao nói là tao ngày mai lên xe về, mẹ tao vui quá trời luôn á. Mẹ tao vui quá trời luôn, tao nôn quá trời luôn nè. Ờ, ủa? Vậy? Ổng có báo là mấy giờ đi chưa rồi ngồi ghế số mấy? Ờ ha, từ bữa giờ tao cũng chưa thấy ổng báo tao nữa. Gì kỳ vậy? Ngày mai hẹn ngày mai là lên xe mà giờ chưa báo giờ giấc gì hết là sao? Gọi thử coi. Tao gọi cho ổng thử coi. Ê, chiều á tao mày đi ra mua ít bánh kẹo cho mấy đứa nhỏ nha. Với lại tao muốn mua mấy bộ đồ mới. Chưa có đồ. Mua chứ, phải mua đem về quê chứ sao không mua được. Ừ. Ủa? Gì vậy? Quý khách vừa gọi hiện không liên. Cái gì vậy? Sao cái số điện thoại mà ổng? Tao gọi không được mày ơi, thôi báo quý khách rồi. Ủa? Cái gì kỳ vậy? Tao không biết nữa. Ê, thì mày gọi Facebook hoặc là Zalo. Hôm bữa tao nhớ là mày có Facebook của ổng mà. Ừ, thì để tao đang vô Facebook nè. Tao không phải gì ra. À, tao nhớ rồi. Ủa? Sao kỳ vậy? Sao Facebook để là không tồn tại là sao? Gì kỳ vậy? Ê, hồi bữa mày nhớ không? Mày đưa cho tao coi mấy cái bài đăng của ổng đăng á. Là có nhiều người bình luận lắm. Bây giờ mình vô đó mình hỏi mấy người đó coi sao. Ừ ha. Để tao tìm coi. Tao tìm cái chị này coi. Ủa? Sao cũng không tồn tại là sao mày? Sao kỳ vậy? Để tao tìm tiếp người nữa coi. Gì kỳ vậy? Sao ai cũng không làm được, không kiếm được là sao? Ủa? Ê, sao mày coi lại coi. Cái Facebook giống như là xóa hay là chặn tao luôn vậy á. Tao vô cái nào cũng được hết trơn á. Gì kỳ vậy? Tao không biết nữa, giờ sao đây? Giờ sao liên lạc được? Ê, hay là tụi mình bị gạt rồi. Gì? Mày nói gì? Chứ gì nữa? Mình cọc tiền xe rồi. Mà bây giờ chuẩn bị ngày mai là tới ngày. Mà gọi không được. Facebook không được, Zalo không được. Cái nào cũng không được hết. Ờ nha. Tự nhiên mày nói bây giờ tao mới suy nghĩ ra. Hèn chi từ bữa giờ tao đợi hoài không thấy ông gửi vé xe, không thấy ông gửi địa chỉ cái chỗ mà xe để đậu cho á. Thiệt chứ. Xong luôn rồi. Xong luôn rồi đó. Coi như là mất tiền. Đã vậy còn không được vé đi về quê nữa. Là mẹ tao, tao báo 26 Tết thì giờ mẹ tao trông hết rồi. Giờ vừa mất tiền mà vừa không có vé nữa. Ê, không mấy giờ tao với mày chạy bến xe đi. Coi lại, kiếm lại coi thử còn vé không. Chứ không lẽ hả? Bây giờ mình ngồi ở đây mình chờ cái ông đó. Biết chừng nào. Tao nghĩ là tao mày bị lừa gạt rồi đó. Bây giờ mình đi kiếm cái xe liền đi không thôi là tối này không được về quê là buồn lắm luôn á. Thì giờ biết vậy chứ sao giờ. Đi liền đi. Chán đời luôn á. Đi này. Cứu mẹ đi. Không phải dịch vụ xe ghép chuyến nào cũng là lừa đảo. Vẫn có người đứng ra tổ chức xe ghép chuyến một cách đàng hoàng tử tế. Song trên thực tế, một số đối tượng xấu đã lợi dụng hình thức này để chiếm đoạt tiền cọc của các nạn nhân. Chủ yếu bọn chúng đánh vào tâm lý hiện nay của nhiều người không kịp đặt vé xe khách về quê ăn Tết nên đã tìm đến dịch vụ xe ghép chuyến. Dù giá trị tiền mất mát chỉ khoảng vài trăm ngàn đồng mỗi người, nhưng trên thực tế, nếu có nhiều người bị lừa thì rõ ràng số tài sản mà kẻ lừa đảo chiếm được là không hề nhỏ. Thank you.